Mỗi lỗi lầm thật ra chính là một niềm hạnh phúc. Ngày hôm nay sẽ chứng minh điều ấy. Bạn sẽ khám phá được rằng bên trong mỗi lỗi lầm luôn ẩn giấu một niềm hạnh phúc. Một đứa trẻ mắc sai lầm khi tập đạp xe hay tập viết. Chúng ta xem chuyện ấy là bình thường, bởi ta biết chúng sẽ học được nhiều điều qua những sai lầm ấy. Để rồi cuối cùng, chúng sẽ đi xe hoặc viết lách thành thạo. Vậy tại sao người lớn lại trách móc bản thân quá nhiều khi mắc sai lầm? Nguyên tắc áp dụng cho những đứa trẻ cũng chính xác với bạn. Ai cũng mắc sai lầm, nếu không chẳng học được bài học gì và cũng chẳng bao giờ sâu sắc hơn hay khôn ngoan hơn. Bạn có quyền lựa chọn điều mình muốn, và điều đó có nghĩa là bạn có quyền sai lầm. Sai lầm có thể khiến bạn đau khổ, nhưng nếu không học được từ những sai lầm thì nỗi đau đó không mang lại ý nghĩa gì cả. Sự thật là nếu bạn không học được gì từ sai lầm thì thông qua quy luật hấp dẫn, bạn sẽ lại mắc phải sai lầm ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi hậu quả là quá đau khổ đến mức cuối cùng ta cũng học được gì đó. Đây chính là lý do tại sao cảm thấy đau khổ khi mắc sai lầm, để chúng ta học từ chúng và không tái phạm nữa. Để học được từ sai lầm, đầu tiên thì bạn cần thừa nhận nó. Và đây chính là điều mà rất nhiều người không làm được khi họ đổ lỗi cho người khác về sai lầm của chính mình. Hãy xem trường hợp của bạn bị cảnh sát gọi dừng lại vì chạy quá tốc độ. Bạn nhận một vé phạt. Thay vì chịu trách nhiệm vì đã chạy quá tốc độ, bạn đổ lỗi cho cảnh sát đã ẩn nấp tại góc khuất với khẩu súng bắn tốc độ để chờ thời cơ phạt bạn. Nhưng người phạm sai lầm là chính bạn, vì bạn đã chọn việc lái xe quá tốc độ. Bạn sẽ chịu sự đau khổ và hậu quả của sai lầm, nhưng lại không học được gì nếu đổ lỗi cho người khác. Và bạn lại thu hút sai lầm tương tự. Sai lầm là một trong những điều tuyệt vời khi được làm người. Nhưng nếu bạn không học được từ sai lầm của chính mình, bạn sẽ phải gánh chịu rất nhiều nỗi đau không cần thiết. Dù sự việc có không thuận lợi đến mức nào, thì luôn có rất nhiều điều để biết ơn. Khi bạn tìm kiếm thật nhiều điều để bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ biến lỗi lầm thành hạnh phúc và thu hút thêm nhiều điều hạnh phúc hơn nữa. Bạn chọn con đường nào? Hôm nay, hãy nghĩ về một sai lầm bạn phạm phải trong cuộc sống. Nó khiến bạn không vui khi nhớ đến. Có thể bạn đã nổi nóng với một người thân thiết và mối quan hệ không còn như xưa nữa. Có thể bạn đã lầm tin vào người khác và bị phản bội. Có thể bạn đã nói dối để bảo vệ người nào đó, và hậu quả là bạn lâm vào tình cảnh không thuận lợi. Có thể bạn đã chọn những thứ rẻ tiền hơn và nó liên tục gặp vấn đề và khiến bạn tốn kém hơn rất nhiều. Có thể bạn đã nghĩ mình quyết định đúng, nhưng hóa ra đó lại là một sai lầm để lại hậu quả lớn. Khi đã chọn một sai lầm để thực hiện, biến nó thành hạnh phúc, hãy tìm kiếm những điều thật sự cảm thấy biết ơn. Bạn đã học được gì từ sai lầm? Sai lầm này mang đến điều tốt đẹp gì cho bạn? Hãy tự hỏi mình và tìm ra bài học từ trong đó. Khi bạn tập trung vào bài học, bạn sẽ nhận được. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp, bạn chỉ nhìn thấy nó mà thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ và cố gắng tìm ra tổng cộng 10 điều hạnh phúc khiến bạn cảm thấy biết ơn. Mỗi điều hạnh phúc ấy đều có chứa sức mạnh nhiệm màu. Hãy viết danh sách này ra quyển sổ biết ơn của bạn. Hãy nhanh chóng chọn ra bất cứ lỗi lầm nào đó mà bạn từng mắc phải trong cuộc sống và hiện vẫn đang cảm thấy tồi tệ về nó. Trong thời gian rảnh rỗi, hãy làm theo phương pháp nhiệm màu này.
Thử nghĩ xem chỉ thông qua một lỗi lầm mà bạn có thể mang lại rất nhiều điều hạnh phúc. Một sự trao đổi quá tốt, đúng không? Hãy để phương pháp này trở thành điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ trước mỗi sai lầm mình từng mắc phải. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.